Anh sang rồi đấy à? Em phải đi công tác mấy hôm. Anh sang chăm sóc bạn em giúp em nhá. Nam bị ốm, em để nó ở nhà em không yên tâm. Được rồi. Thôi em đi đây. À, nhưng mà anh nhớ là phải chiều chuộng nó như là anh chiều em nhá. Nó thích ăn cái gì thì anh cho nó ăn cái đấy. Mà nó cần anh làm gì thì anh hãy đáp ứng mọi nhu cầu của nó nhá. Rồi. Anh sẽ đáng làm một người đàn ông tốt. Em đi đây. Anh sẽ cố làm một người đàn ông tốt. Đàn ông tốt à? Chiều cô ấy nhá, thì cô ấy muốn gì anh cũng chiều. Kiểu ôm anh này, hôn anh này, lượn vào vai anh này, anh đều cho tất. Kể cả chuyện... À đây cô đây. Hôm qua bạn em mệt nhá, muốn ngủ cùng anh cũng cho ngủ cùng luôn. Ôm hôn, lại còn ngủ cùng. Hai người, thật là khốn á. Thế anh vẫn chưa phải người đàn ông tốt à? Ngon không em? Ngon ạ. Ơ, ngon à? Thế mà con chó nhà anh cứ ngậm vào nhả ra. Thức ăn ngon như thế cơ mà. Lại nhỉ? Đi nhanh lên. Mà chia tay luôn đi. Không để chịu được một người nghèo nhanh được nữa. Nhưng nghĩ cái gì? Tại sao ạ? Tại sao cái gì mà tại sao? Chúng chia tay là chia tay. Không, ý anh bảo là tại sao em không nói sớm? Làm anh từ nãy đến giờ nghĩ cách chia tay em. Anh mới trúng vé số 3 tỷ đấy. Mà em nói chia tay nhá. Đi rồi. Ôi, lại say xỉn rồi. Tôi hỏi anh đi đâu mà bây giờ mới về? Tại sao tôi lại điện thoại mà anh cũng nghe máy? Tại sao? Bên nhà thằng Chí chứ đâu, cứ rất việc. Bên nhà anh Chí á? Có thật không? Đấy, cô chỉ giỏi nghi ngờ, chả bên đây thì đi đâu. Được, để tôi gọi điện thoại cho anh Chí, xem anh nói có thật không nhá. Không tin thì cô cứ gọi. Này, tôi nói cho cô biết nhá, tôi là cười ngay, tôi không bao giờ tôi sợ chết đứng nhá. Rồi. Gọi thoải mái nhá. Rồi, cây cứ đứng đi, cây đứng đi. Tính hết rồi, gọi thoải mái đấy. Tính à? Alo, Chí đây. Dạ, anh Chí hả? Anh Chí ơi, anh Phở nhà em có ở bên đấy không ạ? Có. Nó đang ngồi lù lù đây. Nó đuổi mãi là không chịu về. Dạ, thế anh cho em gặp anh Phở nhà em một lát có được không ạ? Ôi giời ơi, đưa đây xem nào. Thằng ngu, bố mẹ về từ lâu rồi. Nói dối cũng không biết đổ mà nói dối. Đúng là cái loại ngu. Hóa ra mình lại bị vợ nó lừa. Ông gì? Nhìn em này ngon không? Wow, ôi, ở đâu ra đấy? Ngon không? Giới thiệu. Ôi, không được đâu. Tôi săn mãi đấy. Trời, anh em cây khế à? Thôi được rồi, cho cơ hội nhá, cạnh tranh công bằng. Đây, em vừa đăng một cái status rất là mùi mẫn, đọc luôn. Có những nỗi buồn sâu thẳm tận đáy lòng. Không bao giờ có thể chia sẻ cho ai. Chỉ một mình cô đơn, tự mình vượt qua. Đấy, bây giờ anh em mình vào comment nhá. Comment gì bây giờ? Để nghĩ xem. Ra rồi. Tôi sẽ comment vào là: hãy để anh gặm nhấm nỗi buồn của em. Đăng. Ông nghĩ cho tôi một câu đi. Ông tự nghĩ đi.
tranh công bằng. Tự nghĩ à? Ừ. À, ê, ra rồi, cũng ra rồi. Nghe này, anh muốn chìm đắm vào nỗi buồn của em. Đi lấy, hay không, hay không? Hay. Lần này kiểu gì anh em mình cũng có thính để đỡ. Rộng. Dạ. Rộng. Em ngồi xuống đây. Dạ. À, anh đi rót nước nhá. Thưa không cần đâu ạ. Mai đi chơi có vui không? Cũng vui ạ. Anh về ạ. Thế thì sao phải sớm? Mưa. Anh giới thiệu với Đức đây là Tuyết bạn anh. Vâng ạ. Còn giới thiệu với Tuyết, đây là Đức. Đức đầy tiện. Ở quê bọn anh á, gọi nó Đức đầy tiện vì nó hay trộm gà trộm chó. Má này má xóm em ạ. Anh có dê em đâu? Anh túng không? Anh có cấu? Ơ, Tuyết ơi! Tuyết! Một người cái gì? Em xin lỗi, anh nói xấu em bị cấu mông anh. Để đỡ nói xấu anh nữa. Ôi dồi ôi. Túng nhầm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh anh. Anh này, có bạn gái lý tưởng của anh là gì? Anh thích một cô gái có cá tính mạnh mẽ, chứ yểu điệu tiểu thư anh ghét lắm. Mạnh mẽ à? Anh đã thấy đủ mạnh mẽ chưa? Dạ, đủ rồi ạ. Ôi, ngồi vào đây em yêu. Ngồi vào đây, ăn táo nhá. Táo mẹ em mua ngon lắm. Đi đâu mà nước sôi lửa bỏng thế này, đi đâu? Alo, vợ nghe đây. Ôi dồi ôi, vợ đây rồi, em đi đâu đấy? Vợ đang đi shopping. Sao lại đi shopping giờ này? Ôi dồi ôi. Chồng sao không? Anh đau đầu lắm, anh đau đầu, ơi là đau đầu, về nhanh nhá. Đau đầu thì uống tạm thuốc vợ để trong tủ ấy. Ôi dồi ôi, em biết, nhưng mà anh uống rồi. Uống rồi còn kêu có gì nữa ngon nào. Uống nhầm mẹ giúp em một giờ còn đâu. Về nhanh nhá. Ui, khó chịu quá, khó chịu quá. Muộn rồi anh em, đi thôi. Đại ca, muộn rồi, chúng ta phải quyết liều thôi. Kính thưa các anh em, ngày hôm nay ta tụ họp các anh em tại đây để có một việc quốc bàn với các anh em. Giang hồ đang loạn lạc, xã hội đang bừng đào. Chính vì vậy, chúng ta phải là người thống nhất giang hồ, quy về một mối. Ngày hôm nay ta tụ họp các anh em tại đây để làm cái việc đó. Ta đã cử đề điện sư đệ đi tìm một báu vật truyền kỳ mang về để giúp anh em chúng ta quy về một mối thống nhất giang hồ. Mời thống nhất giang hồ, thống nhất giang hồ, thống nhất giang hồ. Mời đề điện sư đệ lên đổi lời muốn nói với anh em. Sa đoạn xuôi các tiểu đệ đồng môn, khi Sa đoạn xuôi giao cho ta một công việc rất là quan trọng trong cái thời binh đao loạn lạc này, ta đã dồn hết tất cả công sức để đi kiếm được thanh kiếm đó về đây. Nó chính là hậu cuối của Ỷ Thiên Kiếm và Ỷ Lại Kiếm trong người cho Sa Đoạn Xuôi. Ỷ Lại Kiếm, truyền thân của Ỷ Thiên Kiếm đã nằm trong tay anh em chúng ta. Ỷ chuyển lớn ác thằng rồi. Thống nhất giang hồ, thống nhất giang hồ, thống nhất giang hồ. Xót rượu. Các tiểu đệ cười gì vậy? Thấy sư huynh
cười theo thôi. Các tiểu đệ có ngửi đi mùi gì hay không? Chết. Bạch, Bạch Minh giáo chủ. Chơi thấy đủ rồi, về rút. Oh no. Sao? La 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 la. Rồi ạ. Nó lấy cả kéo chip của em kìa. Quần chip của chị kia kìa. Nó có tha đâu. Không biết bao giờ mới hết bệnh.